Sáng ngày 12 tháng 8, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng tham gia ẩu đả tại quán karaoke ở quận Thốt Nốt, khiến nhiều người bị thương. Trước đó, lúc 2 giờ sáng ngày 9 tháng 8, tại quán karaoke Vạn Phát, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nhóm của Hồ Minh Sơn, 33 tuổi, chủ quán karaoke đang ngồi nhậu, thì nhóm của Trà Văn Tình, 31 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, đến thuê phòng hát karaoke. Nhóm của Tình vào ca hát được 5 phút, thì Đặng Yến Nhi, 18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên phục vụ báo với chủ quán bị Nguyễn Hoàng Khánh, một người trong nhóm của Tình đánh. Nghe vậy, Sơn đến nói chuyện với Thái Văn Dũng, người thuộc nhóm của Tình, nhưng cả hai lời qua tiếng lại, dẫn đến ẩu đả. Trong lúc hai nhóm hỗn chiến, Tình đã dùng dao đâm khiến Tấn Kiệt, Anh Kiệt, Huỳnh Đức, Tấn Duy thuộc nhóm của Sơn bị thương tích nặng. Đến rạng sáng ngày 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an quận Thốt Nốt bắt được Tình, Dũng, Nguyễn Thị Ngọc, 30 tuổi, Lê Nguyễn Ngọc Nhi, 29 tuổi. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ hai đối tượng trong nhóm của Tình là Nguyễn Hoàng Khánh và Lê Vĩ Khang.